Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra lại có một số mệnh khác nhau. Từng thời điểm sẽ nói lên bạn sướng khổ như thế nào. Không những thế, nó còn liên quan tới gia đình và những người thân thiết xung quanh. Theo tử vi số học, ngoài con giáp, tướng số, thì ngày sinh âm lịch cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Với những người sinh vào những ngày âm lịch sau đây, họ được coi như bùa hộ mệnh của gia đình, không chỉ mang lại may mắn và bình an cho gia đình, mà hậu vận của họ cũng được sống trong phú quý, của cải dư dả, tiêu mãi không hết. Nếu bạn sinh vào những ngày này, cả cuộc đời được thần Phật hộ trì, bình an phú quý. Đầu năm mới, tức ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch, bắt đầu một năm mới, chính là đầu năm, đầu tháng, vạn vật sinh sôi, nhiều cơ hội mới. Người sinh ra vào ngày này đều có cơ hội vô hạn, có ý chí, lý tưởng lớn lao. Ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch cũng là ngày vía của Đạo Tôn, Nguyên Thủy, Thiên Tôn và cũng là ngày vía của Đức Phật Di Lặc. Người sinh vào ngày này, cả một đời được Phật quang chiếu rọi, gặp may mắn liên tục. Ngày 15 tháng 2 âm lịch, ngày rằm tháng 2 âm lịch là ngày trăng tròn, hạnh phúc, viên mãn, tự tại. Người sinh vào ngày này có trái tim trong sáng, nhân hậu, xinh đẹp, dịu dàng, cương nghị, có năng lực và sự tự tin vô hạn, dùng năng lực của bản thân để giúp đỡ xã hội và soi sáng lòng người. Người sinh vào ngày này được Thái Thượng Lão Quân bảo vệ cả đời, là người biết hài lòng. Ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Cả đời có mối liên hệ gắn kết với Đức Phật, tâm địa lương thiện, thích giúp đỡ người khác, vì vậy quan hệ với mọi người rất tốt. Ở bên ngoài, luôn có rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Sinh ra vào ngày này là người có chí hướng lớn lao, không truy cầu danh lợi, lại có được danh lợi, nhận được sự kính trọng. Ngày 13 tháng 7 âm lịch, người sinh ngày 13 tháng 7 âm lịch là thời điểm giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu, mùa hái quả ăn nên làm ra. Người sinh ra vào thời điểm này, cả đời cơm no áo ấm, không phải lo cơm ăn, áo mặc, sự nghiệp luôn được thuận lợi, ít gặp xui xẻo. Đồng thời, ngày này cũng là ngày vía của Đức Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, nên những người sinh vào ngày này càng được trời Phật phù hộ, bình sinh làm nhiều việc tốt, cả đời luôn được mạnh khỏe, nhiều phúc đức. Ngày 22 tháng 8 âm lịch, những người sinh vào ngày 22 tháng 8 âm lịch, trí tuệ sáng suốt, có tấm lòng lương thiện, nhân hậu, cuộc sống vui vẻ, gia đình khá giả, không lo cái ăn cái mặc, con cái hiếu thảo, công danh sự nghiệp suôn sẻ, tài vận hanh thông, cuộc đời ít có sóng gió. Người sinh vào ngày này được một đời nhiên đăng cổ Phật phù hộ, làm nhiều việc tốt, nhất định trở thành người có nhiều phúc đức. Ngày 2 âm lịch, chỉ cần xem bói ngày sinh đã có thể biết trước vận mệnh của một người. Thế nên, nếu sinh vào ngày mùng 2 âm lịch, bạn hãy mừng thầm, bởi đây là điềm báo gia chủ cả đời ăn sung mặc sướng, tiền tài viên mãn. Dù ngày đầu lập nghiệp khổ cực đến mấy, thì từ ngưỡng 30 trở đi, phú quý sẽ tìm đến tận cửa nhà phụ nữ sinh vào ngày mùng 2 âm lịch. Ngày 7 âm lịch, những đứa trẻ sinh ra vào ngày này, nửa đầu cuộc đời trải qua bao sóng gió mới có được tính cách sung mãn, mạnh khỏe. Ngoài ra, họ rất ít quan tâm và không bao giờ gây rắc rối. Khi gặp khó khăn, họ có thể gặp được người giỏi để giúp đỡ lẫn nhau, có thể nhân cơ hội này quay đầu đổi lấy của cải và công việc làm ăn. Ngày 18 âm lịch, những người sinh vào ngày 18 âm lịch là người lanh lợi, thông minh, được nhiều người biết đến. Nhưng vì tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm nên họ sẽ lâm vào cảnh túng quẫn, nghèo khổ. Nhưng sau 30, họ bắt đầu trưởng thành và vững vàng, vận khí cũng tăng lên gấp bội. Vận khí của họ vào những năm sau này càng thêm hanh thông, đời này phi thường, rực rỡ. Ngày 9 âm lịch, những người sinh vào ngày 9 âm lịch với trí óc thông minh, mẫn tiệp, có sự hiểu biết sâu sắc về mọi việc. Họ có tính cách dũng cảm, chính trực và chân thành. Về tài lộc, không phân biệt nam hay nữ, sinh ra đều có số mệnh vượt trội, có phúc khí lớn, luôn được Bồ Tát phù hộ. Trong cuộc sống luôn có quý nhân phù trợ, vận may của họ liên tục trong cuộc đời. Tuy nhiên, bản thân cần phải nỗ lực thì mới có được sự giàu có. Những người này sẽ có sự may mắn đặc biệt ở tuổi 45 mở ra, tài lộc vượng phát, về già, phát lộc đầy nhà, con cháu hiếu thuận, trở thành rồng, thành phượng. Ngày 28 âm lịch, những người sinh vào ngày 28 âm lịch hàng tháng có tính cách khiêm tốn, chân thành, được lòng mọi người. Những năm đầu thường rời quê đi làm một mình, nền tảng chưa vững, nên sự phát triển bị hạn chế. Tuy nhiên,
thời gian trôi qua, sau 30 tuổi, nhờ phúc khí, kinh nghiệm và sự nỗ lực, cuối cùng sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, ngày càng suôn sẻ, tài lộc cũng ngày càng tăng. Sau 40 tuổi thì có thể hưởng gia đình hòa thuận, thịnh vượng. Ngày mùng 5 và ngày 30 âm lịch. Trời sinh phụ nữ sinh vào ngày mùng 5 và ngày 30 âm lịch cực thông minh, khôn ngoan và tinh tế trong đối nhân xử thế. Hơn nữa, nhờ có phúc khí từ khi lọt lòng nên ngay từ thuở nhỏ, họ đã sớm bộc lộ tài năng, thành công ngay từ những ngày đầu lập nghiệp. Đặc biệt, đây chính là mẫu phụ nữ vượng phu, ích tử, đàn ông nào lấy được rước thần tài về nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. Ngày 20 âm lịch là người có chí hướng, dám dấn thân và không ngừng phấn đấu vươn lên, nên người sinh vào ngày 20 âm lịch thăng tiến ầm ầm, sự nghiệp hiển vinh. Họ tài giỏi đến mức đàn ông cũng phải kiêng dè, không ai dám xem thường. Càng về hậu vận, phụ nữ sinh vào ngày 20 âm lịch càng phúc lớn mệnh dày, tiền bạc viên mãn. Hôn nhân của người sinh vào ngày này, phú quý, cũng hạnh phúc, viên mãn, được chồng cưng chiều như bà Hoàng. Chỉ cần tự xem bói ngày sinh, bạn đã có thể đoán biết trước vận mệnh của mình chính xác đến khó ngờ. Thưa quý vị, bên cạnh ngày sinh, có thể bạn không biết rằng giờ sinh có mối liên hệ nhất định đến vận mệnh của con người. Những người sinh vào giờ này được đánh giá là thông minh, có tiềm năng, kiên trì, nỗ lực không ngừng. Chính vì vậy, đến tuổi trung niên, họ được dự đoán sẽ thành công trong công việc, có nhiều tài sản tích lũy. Giờ sinh từ 7 đến 9 giờ, giờ Thìn. Những người có giờ sinh vào giờ Thìn sở hữu chỉ số EQ tương đối cao. Họ là người sống hòa đồng, thân thiện và giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Không những thế, người sinh giờ Thìn thường cầu tài, cầu tiến. Họ không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Ngày tháng trôi đi, trải qua nhiều thất bại, vấp ngã, họ học tập, tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm. Vì vậy, đến tuổi trung niên, người sinh giờ Thìn thường có sự nghiệp ổn định, vượt đường thăng tiến. Họ làm ăn kinh doanh, thường sinh lời lớn, trở thành ông bà chủ. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng nắm giữ vị trí quan trọng trong cơ quan, tổ chức mà mình làm việc. Họ kiếm được nhiều tiền nên có nhiều của cải tích lũy, cuộc sống thịnh vượng. Giờ sinh từ 13 đến 15 giờ, giờ Mùi. Người có giờ sinh vào giờ Mùi là người nhiệt tình, năng nổ và có trách nhiệm trong công việc. Họ có chính kiến, làm gì cũng có phương pháp riêng. Người sinh giờ này biết đối nhân xử thế, hòa đồng, hòa nhã với mọi người nên có được mối quan hệ tốt. Vốn không sinh ra trong những gia đình giàu có sẵn nền tảng, họ không ngừng nỗ lực vươn lên để cải thiện cuộc sống của bản thân. Từ năm 35 tuổi đến 40 tuổi, người có giờ sinh này thường đạt được thành công trong công việc. Họ có cuộc sống tương đối ổn định, thu nhập ngày càng tăng lên. Giờ sinh từ 19 đến 21 giờ, giờ Tuất. Người có giờ sinh này sống khá lý trí, thực tế và có phần hơi thực dụng. Họ thật thà, ngay thẳng, không bao giờ lợi dụng tình cảm hay hoàn cảnh của người khác. Thay vào đó, họ sống khá tự lập và thường tự mình giải quyết những vấn đề một cách khôn ngoan và khéo léo. Vượt qua nhiều khó khăn, vấp ngã thời trẻ, đến tuổi trung niên, người có giờ sinh vào giờ Tuất thường có tài lộc vượng, công việc ngày một thăng hoa, thành đạt. Họ ham học hỏi nên tiến bộ từng ngày, họ đạt được những thành tựu nổi bật khiến gia đình tự hào. Nhờ có thành công trong sự nghiệp, người có giờ sinh vào giờ Tuất mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh để đừng bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.